Dạ em xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 xin tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị một số cây trang mỹ hồng của chú anh chị nha. Cây đang sai bông luôn nha cô chú, một cốt tàn cũng khá lớn hả. Tại vườn của anh Tùng ở Lai Dung Đồng Tháp nha quý cô chú anh chị. Dạ xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn yêu thương theo dõi và ủng hộ kênh ạ. Chúc cô chú anh chị sẽ sưu tầm thêm được nhiều cây kiểng đẹp cho mình nha. Dạ em xin chào anh Tùng ơi. Chào cô chú anh chị, hôm nay con quay trở lại với kênh, con có giao lưu với cô chú anh chị một lô bông trang mỹ hồng. Mong cô chú anh chị ủng hộ con 078-282-3833. Dạ. Có giao lô không cô chú anh chị? Dạ. Rồi, mình vô. Múc vào cây số 1 luôn nha cô chú. Dạ, cây mã số 1. Cây thì đang ra bông búp cũng khá là nhiều nha cô chú anh chị nha. Một cốt nữa cô chú, một cốt giữ cốt lên tới ngọn luôn nha. Thì về mình vô dây đồ đẹp hơn cô chú. Thoát thăng là 13. Cao 1m3. Ngang 1m6 nha cô chú. Dạ, mã số 1. Dạ mã số 1 nha cô chú anh chị. Một cái giao lưu cho chú anh chị là 1.1 triệu, con 3 clip về tới nhà. Dạ 1.100.000. Dạ rồi. Rồi mình đổi cây luôn anh ha. Dạ tiếp theo là mã số 2 của chú anh chị nha. Là mã số 2 của chú anh chị. Dạ cây này nó có 2 cái tàn. Tàn cũng khá lớn. Cây chiều muốn bằng cái cốt không nha chú. Dạ. Một cốt. Về mình vô dây kéo lại tay chi được đủ mà nó nằm dạt ra kéo lại bông chà bá nữa hết luôn cô chú. Cây đang xoay qua cây rất là mạnh nha cô chú. Dạ có hoành là 10 nha cô chú. Dạ hoành được 10. Toàn bộ một cốt hết cô chú anh chị nha. Thăng 18. Cao là cái này cao 90. Tán ngang 1m5 nha cô chú. Dạ cây mã số 2 con giao lưu cô chú anh chị là 900.000 cô chú. Dạ. Tới nhà. 900.000 mã số 2. Dạ rồi. Dạ tiếp theo là mã số 3 nha cô chú anh chị nha. Cái mã số 3 cây này phơm cao hơn cô chú. Nhắm đi lên. Đôi dây mình đi ra nó lớn rồi chú. Cái này thoát thăng để con đo cho cô chú. Cái hoành là 11. 11. Thoát thăng là 18. Dạ. Cao 1m5 cô chú. Tán ngang cái này là 1 cốt lên tới ngọn luôn cô chú. Một cốt nó giữ cốt lên tới ngọn. Vậy cô chú mình vô dây là nó đẹp. Cái mã số 3 là con giao lưu với cô chú anh chị là 1.1 triệu luôn cô chú. Dạ 1.100.000 nha cô chú anh chị. Bao ship cho cô chú anh chị mình tới nhà luôn nha. Dạ rồi. Dạ tiếp theo là mã số 4. Cái mã số 4 cô chú. Cái này hôm lùng. Tàn lớn nha cô chú. Quá trời bông luôn nha cô chú anh chị nha. Lô cây này của con là lửa trên cô chú, một cốt lên tới ngọn giữ rồi. Cốt lên tới ngọn nha cô chú.
quanh là 12 rưỡi nha cô chú. Dạ, quanh 12 rưỡi. Thấp thang là 18. Cao 1m4. Tán ngang 1m7 nha cô chú. Dạ. Cây này mã số 4. Cái mã số 4 giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 2. Hôm qua ship tới nhà luôn cô chú. Dạ, 1 triệu 200 ngàn. Cô chú anh chị về nhìn thấy cái cây này là thấy ưng bụng liền cô chú. Cây bông đang rực qua nha cô chú. Bông quá trời bông. Mà đậm ha. Dạ. Dạ. Mã số 4 nha cô chú anh chị nha. Mã số 5. Tiếp theo là mã số 5 nha cô chú anh chị. Ồ, quá trời, cái cây này có bọc đen bông. Quá trời, đàn đẹp. Ngoài sát cây lớn đó nha cô chú. Cây tai chi đều quá lớn nè. Tai chi đều đẹp luôn cô chú anh chị nha. Nghe ạ. Thông số cho cô chú anh chị nè. Khoảng 11 nha cô chú. Dạ, khoảng được 11. Thoát thân là 23. Mấy cây này về nhà cô chú môi xuống nó còn cô chú. Ở dưới nó còn cả 5 thân để mình tắt nha cô chú. Dạ. Còn không có hoa không? Môi rồi đến. Cao 1m2. Tán ngang cây này 1m8 nha cô chú. Cây mã số 5 con giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 300 ngàn nha cô chú. Con ba chip tới nhà. Dạ. 1 triệu 300 ngàn tàn lớn luôn cô chú anh chị nha, mà đang sai bông nữa nha cô chú. À, mã số tiếp theo là mã số 6. 6. À, bữa nay mình giao lưu tiếp tục một lô trang Mỹ Hồng cô chú anh chị nha. Mã số 6 này có thấp thăng thấp nha cô chú, mà tàn lớn. Bông thì... cô chú anh chị. Con được này quá sung luôn. Cái này đo còn con không biết đo đâu luôn. Thấp, có phần thấp. Nhà mình bo xuống ăn nó tắt. Ăn là ngang 1m7 nha cô chú. Cái mã số 6 là con giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu 3 luôn cô chú. Dạ. 1 triệu 300 ngàn nha cô chú anh chị ơi. Cây nuôi tàn cái thằng nó không lớn nổi luôn. Trời tàn nó lớn. Dạ, 1 triệu 300 ngàn. Bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Mã số 6. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 7 nha cô chú anh chị. Dạ, cây này tàn cũng khá là lớn nha cô chú anh chị nha. Cái này có thân nha cô chú. Mã số 7 này có hoành là 12 nha cô chú. Dạ, hoành được 12. Thoát thân có 10 gì. Cây này cao 1m5. Tán ngang 1m7 luôn nha cô chú. Cây mã số 7 này con giao lưu của chú anh chị là 1 triệu 200 ngàn cô chú. Dạ. Cây này 1 triệu 200 ngàn cô chú anh chị. Dạ, mã số 7. Dạ rồi. Tiếp theo là số 8 cô chú anh chị. Số 8 này cô chú anh chị. Quá trời lớn rồi, tàn sụ chứ không? Bông đen, cái này thì bông búp nhiều hơn cô chú anh chị ha. À, mình về tới nhà mình là có nở nha cô chú. Quá trời bông luôn. Cái mã số 8 này có con lô tham khảo. Có hoành là 12 cô chú. Dạ. Thoát thân là 23. Tán ngang cây này là 1m7 nha cô chú.
Cái mã số 8 là con Zalo với cô chú anh chị là 1.300.000 cô chú. Dạ. Yeah. Con bao ship mình về tới nhà luôn cô chú ơi. 1.300.000. Về mình nhìn cây ở ngoài là mình ưng ý liền cô chú. Quá trời ngoài lớn lắm. Đẹp quá trời luôn. Tiếp. Mã số 9 nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 9. Một lô Mỹ Hồng siêu nha cô chú anh chị. Này nó đậm màu quá cô chú. À, cái bông bự. Cái tô. Cái bàn tay kìa, cái bông. Nhìn đã quá trời luôn, nó dày luôn bông luôn cô chú. Có hoành là 11. Dạ, 11. Cao 1m2. Tán ngang 1m6. Cái mã số 9 này con giao lưu của chú anh chị mình là 1.1 triệu luôn cô chú. Dạ, 1.100.000 cô chú anh chị nha. Bao ship tới nhà luôn nha quý cô chú. Mã số 9. Dạ rồi. Mình ở cây luôn nha. Mã số 10 cô chú anh chị nha. Mã số 10 nữa cô chú. Mã số 10 này thấp thăng cao nè cô chú. Cô chú là thích thấp thăng cao rồi cái mã số 10 này dọc nè cô chú. Này vô dây chỉnh tàn lại cái nữa đều đẹp nha quý cô chú ha. Cô chú. Dạ, 11. Thấp thăng là 23. Cao 1m3. Tán ngang là 1m5. Dạ. Cái mã số 10 này con giao lưu của chú anh chị là 1.1 triệu luôn cô chú. Dạ, 1.100.000 bao ship luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ rồi, mã số 10. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Luôn cô chú anh chị. Mã số 11 nó có một cốt lên chừng 10 nó có ra hai chi khéo lắm nha cô chú. Như... Còn chí này đo được 12. Cao 1m2, tán ngang 1m5. Cái mã số 11 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.1 triệu luôn cô chú. Dạ. Cũng 1 triệu mốt bao ship luôn cô chú anh chị nha. Dạ, 1.100.000 nha cô chú anh chị, mã số 11. Dạ rồi. Cây nào cũng đang bông búp nhiều lắm cô chú anh chị nha. Sai bông luôn. Đó. Mã số 12. Cây này cũng tàn thầm lầm luôn cô chú anh chị nha. Tiếp theo là mã số 12 cô chú. Và cây này nó cũng tương tương tự như cái cây kia mà cao hơn chút. Cũng có nạn thun luôn hả? Cũng có cái nạn luôn. Mà cái chi số 1 nó bự. Dạ. Yeah. Cây nào cũng có chi cành đều đẹp hết cô chú anh chị, mình vô dây tạo dáng lên cho cây cô chú anh chị ha. Cái này có hoành là 11 nha cô chú. Dạ, hoành được 11. Thấp thăng là 14. Cao 1m3, tán ngang 1m6. Dạ. Cho em xin một vòng cái nha. Em đo một vòng. Cái này tàn ngoài điều đó cô chú. Hai chi rồi mình hết trơn à. Dạ. Vì nhà mình trồng mình khỏi vô dây mình cắt lại nó cũng tròn nha cô chú.
Mã số 12 nha cô chú anh chị. Số 12 này Zalo của chú anh chị là 1 triệu mốt luôn. Dạ 1 triệu 100 ngàn. Bao ship cho chú anh chị mình tới nhà luôn nha cô chú. Dạ. Trên cây là mình ăn mấy gì đẹp lắm. Dạ rồi. Tàn lớn mà một cốt bông nhiều nữa nha cô chú anh chị. Đó. Quá trời cái bông bự như cái tô luôn cô chú. Dạ, số 13 nha cô chú. À, hồng nhỏ mà được cái bông bự rồi. Hồng rực rỡ luôn ha. Đó. À. Bông nào bông nấy nó tròn như bông tú cầu vậy đó cô chú. Đó. Nhìn đẹp quá trời luôn. Cây này thì cũng thấp thân cao nữa cô chú anh chị nha. Cái này của mình nó hơi cái này của hoành là 10 nghe cô chú. Dạ hoành được 10. Thốt thăng là 20. Dạ rồi. Cao 1m3. Này cũng một cốt. Ngang 1m5 nha cô chú. Tới ngọn luôn cô chú anh chị nha. Cái mã số 13 này phải giao lưu cô chú anh chị là 900 ngàn luôn cô chú. Dạ. Bao ship cô chú anh chị mình tới nhà luôn. À dạ. 900 ngàn. Dạ rồi. Dạ. Số 14 nha cô chú anh chị. Tàn nhỏ mà bông nó dậy trên bông quá xá bông cô chú anh chị. Ta chi nó đập. Cái này về mình khỏi con này nha cô chú. Này con sẵn rồi. Con ngắn lúc nhỏ mình con nó hơi dày rồi giờ nó ra tai chi kẹo hết nha cô chú. Về mình cứ để về vô chậu mình chơi nha cô chú. Mã số 14 có hoành là 10 luôn nha cô chú. Dạ. Hoành được 10. Thốt thăng là 20 luôn. Cái này bằng với cây số 13 luôn. Cao là 1m1. Tán ngang cây này là 1m3 nha cô chú. Kẹo bông luôn á cô chú anh chị. Thì mã số 14 giao lưu của chú anh chị là 1 triệu con bao ship tới nhà luôn nha cô chú. Dạ. 1 triệu. Mã số 14 nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị ưng ý kem trang Mỹ Hồng nào thì mình liên hệ. Mã số 10. Cô chú anh chị nha. Có hoành là 11 nha cô chú. Dạ hoành được 11. Khó khăn là 2. 3. Tán ngang. Dạ vàng xuống. Dạ. Cây mã số 15. Zalo cô chú anh chị là 1 triệu luôn. Dạ. Tiếp tới nhà luôn cô chú. 1 triệu. Dạ rồi. Dạ rồi, mã số 16 nha cô chú. Theo mã số 16 cô chú. Cây này đang rực rỡ qua luôn cô chú ơi. À, kính. Quá trời bông luôn. Bông luôn cô chú ơi. Bông lên. À, bông quá trời bông luôn cô chú anh chị. Cây này về mình nhận hàng, mình khui hàng kiểm tra là thấy cây ưng bụng liền cô chú anh chị nha. Cây này chi số 1, chi số 2 lắc lắc nha cô chú. Dạ. Vậy đẹp lắm á. Cây mã số 16. Cái này có thăng hơi nghiêng nghiêng một xíu. Có hoành là 12 nha cô chú. Dạ hoành được 12. Thốt thăng là 2. Cái mã số 16 là
Ông được rồi. Tàn tới 1,5 m lận nha cô chú. Dạ rồi, mình đổi cây lưng ha. Mã số 17 nha quý cô chú anh chị nha. Mã số 17. Rồi, cái mã số 17 này có cái cốt trông đẹp lắm cô chú. Đó, này một cốt thẳng đứng lên luôn cô chú anh chị. Dạ. Dạ, 11. Sóc thăng là 22. Cao là 1,3 m. Tán ngang 1,5 m nha cô chú. Cây mã số 17 này giao lưu cô chú anh chị là 1,1 triệu luôn. Con dạ. Ship gì tới nhà cho mình. 1,1 triệu cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Mình đổi cây luôn nha. Rồi à. Cây tiếp luôn chào. Em luôn ha. Kính chào chú chị, biết một chú chị họ con mấy lít, họ con lít này không chú chị. Dạ. Dạ, à, clip này thì anh có 17 cây trang mỹ hồng cô chú anh chị ha, bông lớn, xoay bông luôn nha cô chú. Tàn lớn một cốt, mong cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho anh Tùng ạ. À. Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip sau nha.